Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin đã có trường hợp phản ánh khi không nhớ mật khẩu ứng dụng VSSID đã bị đối tượng tự xưng là nhân viên Bảo hiểm xã hội lừa đảo chuyển tiền để được cấp lại mật khẩu. Theo Bảo hiểm xã hội, việc cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử qua chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử hiện nay tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế mà bảo hiểm xã hội việt nam đang triển khai người dân đều không phải trả phí do đó bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân trả phí dịch vụ như trên đều là hành vi lừa đảo